Hôm nay tôi có cái thứ này muốn khoe với mọi người nè. Tôi mới vừa làm một cái khu vườn với toàn là hoa hồng thôi. Tôi sẽ cho các bạn coi nè. Lấy hết hoa chị Nabi hết trơn cái coi. Không cho chị Nabi biết mới được. Lấy thêm. Mượn qua chị có việc mà em xin hết trơn nha. Ok bye bye. Cái thằng kia đứng lại nó cho chị sẽ đánh mày nè. Nó bưng chuỗi lũi cái mượn hoa của tôi. To có một cây vậy trời ơi là trời. Tôi đã phải tưới cây rất là khổ sở trong cả tháng nay mới được một cái vườn hoa hồng đó trời. Nó mới hết. Mình tức của các bạn ơi, mình phải muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bụi hoa hồng của mình các bạn à. Thằng nhóc đâu mất tiêu rồi nãy tôi thấy nó đi vô cái đường này nè. Có ai trong nhà không? Ê, cái tiếng nó bên đây nè. Nó bay tới rồi, có rồi nè. Gì đâu vậy, tụi nó đang có âm mưu gì vậy? Lấy hết nguyên cái vườn hoa của mình xong vô phòng thí nghiệm của Huy Đức hả? Nó có chuyện gì vậy để tôi xuống dưới tôi coi mới được. Mày dám lấy hoa của chị, mày làm cái gì ở dưới đây? Sao rồi, chị Nabi phản ứng ra sao? Trời ơi, tôi lấy được rồi đó. Trời ơi, hên tôi chạy kịp cho tôi, chị Nabi dữ lắm á. Bắt tôi biết lại luôn. Thì ra là kế hoạch của hai đứa này hả? Các bạn nó định làm gì vậy? Bạn này chị Nabi hết giận à, kệ đi. Kệ đi hả? Mấy cái đứa này quá mất. Bạn đã, chị đừng nóng vội. Em cần màu hoa của chị để làm ra một phát minh mới. Cái gì một phát minh mới hả? Nhưng mà mày có cần mày bấn hết nguyên cái vườn của chị không? Cần chứ. Phát minh của em đó chính là bông bông. Hả? Bông bông hả? Trời đất ơi, mày bấn nguyên cái vườn hoa của chị để mày làm một cái bông bông. Bây giờ tôi bị quá đáng. Không phải một cái mà là rất nhiều cái. Cái gì mà? Trời ơi, quá bông, trời bông bông luôn. Chị Nabi thấy bông, chưa? Bông bông nè. Trời ơi, tụi em lớn hết rồi. Coi chừng bể bông đó nha. Bông bông nè. Thôi, việc cũng đã lỡ rồi các bạn ơi. Tụi nó cũng bấn hết cái vườn của mình rồi. Không thể nào tin được tụi em làm đến mức độ như vậy. Trên đây làm mấy cái bông bông này đúng rồi. Ok, vậy đi. Đúng rồi đó. Cho chị một cái nha. Để tụi ông cho, đi về đi. Không cho. Trời ơi, bông bông của em à. Không cho. Ủa, tính ra dù vậy chị cũng có đóng góp. Trời ơi, chị không hiểu gì hết trơn á. Tụi em đang làm rất là nhiều bong bóng đó, kết hợp lại thành một khinh khí cầu. Em sẽ làm cho nhà của chúng ta bay lên trên không trung. Chúng ta có thể lập kỷ lục ngôi làng đầu tiên có thể bay khắp trên thế giới. Trời đất ơi, nghe thấy mệt quá các bạn ơi. Thôi sao cũng được, nhưng mà tụi em luôn lấy đồ của chị không xin phép. Chuyện đó không công bằng chị tí nào á, tụi em xấu tính à. Chị nói không đúng á, nhưng mà chị lớn nhất trong đám thì chị chắc chị không tính toán tụi em đâu nhỉ. Đúng rồi. Có vụ đó luôn. Lần sau em sẽ lấy kim cương của chị để đầu tư vào những cái phát minh mới của em. Em nói trước rồi đó, cho nên chị đừng muộn nha chị Nabi. À, là vậy luôn á hả trời? Nó đi ăn trộm đồ mình mà nó chết cho mình biết luôn. Ok, bông bông đi. Bông. Rồi một ngày nào đó tụi bay sẽ phải đối đãi với chị thật tốt thôi. Cái đồ nát ghét thiệt nhất. Nhưng mà mình vẫn muốn lấy một cái bông bông về chơi đó. Tụi nó nhiều bông bông vậy, cho mình một cái có gì đó chứ. Ok, mình sẽ lấy cái bông bông ở đây các bạn ơi. Ui, chắc tụi nó không quan tâm đâu nhỉ. Bông bông yeah. Nó quay một cái là thấy liền á. Bây giờ mình phải giấu ở chỗ nào để cho nó đừng thấy đi. Biết rồi. Ok, mình sẽ giấu trong bụng. Ok, mình đã nhét cái bông bông vô bụng mình rồi. Chị còn đây, còn hay vậy? Bông. Sao chị còn đây vậy? Chị đi về nè. Ok, chị đi về nè. Ok, bông. Thế là được rồi các bạn ơi. Tụi nó không có biết. Bây giờ tôi đi về nhà tôi chơi thôi. Chị ra bay. Cậu điên hả? Mày đừng nói chi vậy? Chị Nabi. Sao điên ơi, mày có ổn không vậy? Sao mày cứ nói cái gì chị không hiểu gì hết trơn vậy? Chị Nabi. Nói cái gì không hiểu gì hết trơn vậy? Chị không biết mày nói cái gì hết. Cho nên là bye bye đi. Ok, tôi đã lấy trộm quả bong bóng của tụi nó rồi. Tôi biết trộm là xấu, nhưng mà trong cái trường hợp này tôi thấy tôi đâu xấu chút nào đó đâu mọi người. Mọi người ơi, có chuyện rồi, tập hợp mọi người ơi. Chị ơi, cái gì có quả gì? Hay sầu riêng, đừng có nói hay sầu riêng, nó nói ra cho mấy đứa kia biết nha.
Giờ này còn chuyện gì quan trọng hơn mấy quả bong bóng nữa chứ? Đúng vậy, thì tôi đã mất đi một quả bong bóng rồi nè. Trời, bây giờ không biết làm sao nữa nè. Tôi mà biết được ai dám phá hả mấy cái bong bóng của tôi là tôi không tha đâu. Đúng vậy, cho nên đừng có trách tại sao tôi ác á nha. Tôi ghê vậy trời, chỉ là một quả bong bóng thôi mà tôi nó làm dữ vậy. Trời, mấy ông bớt tào lao đi, tôi có chuyện quan trọng hơn nhiều mấy quả bong bóng tào lao của mấy ông nè. Ê, ông dám chửi cái phát minh vĩ đại của tôi đó à, hả? Đúng rồi, đúng rồi. Giải vô mỏ vợ tao đi. Trời ơi, rồi mấy người đi qua nhà chị nó Bi đi, đi theo tôi nè. Ok gì vậy? Chết rồi, mày mới giấu cái bong bóng này. Không thôi là thằng Giác với thằng Huy nó xử tao. Mình chị nó Bi, chị nó nghe. Chị nó Bi, mà sao sống vô nhà người ta dữ vậy? Có chị nè, hello. Đây nè, chuyện quan trọng nè, chị nó Bi đang mang thai. Ủa chị nó Bi, vậy bây giờ chị xin nó ra là kêu nó cho em làm chú nha chị nó Bi. Để em đặt tên phụ chị luôn nè, ok không? Trời, cái gì mà sao em hấp tấp dữ vậy? Oh my god, tất cả chị Nabi. Mọi người hãy đối xử tốt với chị Nabi nghe. Phụ nữ có thai là được sự ưu tiên số 1. Mọi người sẽ đối đãi tử tế với chị. Ủa chị có mỏi mỏi đâu để em giúp chị à? Đúng rồi, đúng rồi, em giúp chị không cha nè. Chị ở đâu chân không? Chị ở đâu chân không? Chị nghỉ ngơi đi. Mày đi. Trời ơi, chị Nabi, trời ơi, ước mơ của em cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Cuối cùng mình cũng được làm ba rồi. Chị mấy con đứng đi làm cái gì nữa? Mang cho chị Nabi đồ ăn ngon nhất, những cái giường êm ái nhất và những viên ngọc lấp lánh nhất. Mang cho chị Nabi những cái nhất vậy đây. Biết rồi, để tôi hết cho. Đây, về nhà đó cho chị những thứ chị thích nhất cho. Em cũng vậy. Chị đừng có mà lo lắng cái gì hết á, hãy thư giãn ở trong cái nhà này nghe. Ok. Bye bye chị, hẹn gặp lại nghe. Chuyện gì vừa xảy ra vậy mọi người? Từ khoan chờ tí. Quả bong bóng đó, nó đang ở trong áo của tôi nè, làm tôi giống như là đang có em bé vậy đó các bạn ơi. Trời đất ơi. Bây giờ là mình phải giải quyết cái chuyện hiểu lầm này như thế nào đây, tôi không có giải thích được gì hết trơn á mọi người, cứ ùa vô nói dành nó nói trơn à. Thì mình thấy cái chuyện này nó cũng khá là thú vị đó, nhưng mà mình nghĩ mình nên nói sự thật cho mọi người biết trước khi mọi chuyện đi quá xa mấy chị bạn. Nabi ơi, chị có ở trong đó không chị? Chị Nabi ơi, trả lời em đi. Có, chị có trong nhà chứ. Tụi em có muốn vô. Ôi. Vô đi, đâu có gì đâu. Ok, vô rồi. Ok, vô rồi. Qua đây có chuyện gì không? Em cho chị một tí vàng nè. Cho chị tí bánh ngọt nữa nè. Trời ơi, nhiều quá vậy trời. Đây nè, cho chị một viên kim cương, em còn cái rồi đó. Trời ơi, mày chơi cho kỳ vậy, cho vậy nè, một xí tắc luôn. Một xí tắc kim cương, oh my god. Sao người lấy nó giàu quá vậy? Cảm ơn tụi em nhiều nha. Nhưng mà cái bánh ngọt này nè, không biết là trong đây có TNT hay cái gì không ha, nguy hiểm ha. Ê, ai mà làm vậy, em sẽ không bao giờ làm những cái trò đó trong tình huống như thế này đâu. Đúng rồi. Tụi em sẽ giữ an toàn cho chị 100%. Ôi trời, ok, cảm ơn tụi em nhiều rồi. Nhưng mà chị đang chuẩn bị đi ra ngoài làm việc nhà, cho nên là nó cứ để mọi thứ. Trời, làm nhiều làm, đó, chị cứ để đó cho tụi em làm cho. Đúng rồi, đúng rồi, chị làm gì nè? Cái gì? Chị có một số thứ ở trong nhà bếp chưa có dọn. Ê, em dọn nè. Em dọn cho, ủa mấy cái này á, đây, dọn nè, dọn nè. Dọn nè, dọn hết luôn. Nhưng mấy người này có quá thích luôn mấy bạn. Chị đứng đây, cái sàn nhà này cứng lắm. Chắc lấy cho chị Nabi một cái ghế sofa mềm mềm coi. Ok, hey cha, chị là tránh gia nè. Cái ghế hả? Rồi, ok, chị lại rồi. Thôi okay. Đi. Chị cảm thấy ổn. Rồi, được rồi, chị Nabi có muốn ăn bánh ngọt đâu không? Em có bánh ngọt cho chị nè. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Trời đất ơi, mọi người, tôi không biết sao bây giờ. Nabi ơi, có nhà không vậy? Tôi ra tới đó đi nè. Nhanh lên, đi đã, mời công chúa lên ngựa ngồi. Cái gì? Ôi mẹ nó, trời thời nào đi còn trên ngựa luôn hả? Ôi, đi đâu vậy? Tôi đang ngồi cái em. Đâu rồi, chơi đi chơi, đi chơi. Tôi dẫn Nabi tới chỗ spa mẹ và bé cho nó thoải mái. Đi nè, lên ngựa đi em. Ủa, căng vậy? Cái gì? Đi thôi. Đi theo với. Ok, đi theo. Ok, cũng được, rồi, let's go. Chỗ spa dành cho mẹ và bé đó. Đầu tiên đây chính là cái giường nè, cho hả mẹ có thể nằm lên nghỉ ngơi đó. Ok rồi. Còn bên này đây chính là chỗ tắm hơi nước nóng, nó rất tốt cho mẹ và bé. Đúng rồi. Thoải mái thiệt đó. Ok, thoải mái này nè. Bên
này là có những món bánh ngon dành cho những mà mẹ mà đói bụng thèm đồ ngọt này. Bên này là đồ chơi dành cho bé khi mà sinh ra. Trời ơi, chú đáo, chú đáo chưa? Trời, quả là bạn trai của tôi. Trời ơi, bạn ơi, xây nguyên cái phòng này cho tôi luôn. Cái xì ba chỉ một mình tôi có thể sử dụng được. Thôi xỉn á, xỉn á. À, cũng được á. Được ha, thôi bị xỉn. Cảm ơn tôi là nghe. Thôi, cũng xỉn. Ok, để em đi đào thêm cái gương cho chị nè. Em muốn nói nè, tại vì chị thấy cái chuyện này nó cũng hay đó, nhưng mà nó hơi vượt quá tầm kiểm soát của chị. Sao chị suy tư quá em? Đừng có nói. Im lặng. Đây, kim cương quỷ đen của em này, đưa cho chị hết để cho chị khỏi cái suy tư trầm cảm không tốt cho em bé. Im lặng, nằm nghỉ đi. Ok. Từ đây không cần phải nói gì hết, chỉ cần một tiếng là em sẽ xuất hiện. Ok. Bộ chị mắc giải thích lắm hả? Yên lặng đi, ở đây. Ok, bye bye. Có gì kêu em nha. Ok. Trời ơi, muốn giải thích trên sự thật rồi mà khó vậy trời. Trời ơi. Sao chị nghĩ ngờ có thoải mái không? Có cần gì nữa không? Thoải mái lắm. Nhưng mà sao hai đứa kia nó ngồi đây vậy? Rồi, nếu chị cần tụi em thì chị cứ kêu đó nha. Tụi em ngồi đây nè. Đúng rồi, ở đây uống chè ơi quay. Chị cần gì cũng được nha, kêu bất kỳ thứ gì cũng được, bà bầu là trên hết. Bất cứ thứ gì luôn hả? Thiệt không? Thiệt mà. Nếu vậy thì mình nghĩ là mình nên trôn hai đứa kia một tí nhỉ. Vậy nếu như chị muốn chị nói bong bóng thì sao? Ôi, cái gì bong bóng hả? Không có được. Bong bóng giờ rất là quan trọng ha, động được đây. Nhưng mà bây giờ chị muốn bong bóng. Muốn bong bóng. Trời ơi, chị lấy cái khác được không? Chứ bong bóng nó quan trọng lắm. Nhưng mà bây giờ chị chỉ muốn bong bóng. Trời ơi, hay bây giờ chị đổi bong bóng lấy kim cương không? Nè, hai cái bong bóng đổi một lấy kim cương nè. Nhưng mà chị có kim cương là chị chứ muốn bong bóng thôi. Bong bóng đi. Chị thì hai viên kim cương sao hả? Trời ơi, nó đưa cho tôi quá trời kim cương luôn. Không, chị muốn kim cương à. Bây giờ chị không cho tụi bay coi. Trời ơi, tụi bay biết là ba màu sắc không có tốt không? Trời ơi. Bông bóng không tốt đâu Huy, nó bông bóng gì chị nó bây giờ tôi thôi, tôi bông bóng luôn à. Bông bóng của em khóc với chị luôn nè. Nó khóc theo luôn rồi. Rồi, bông bóng của chị nè, đừng khóc nữa nha. Dạ, tới tôi khóc nè. Buồn cười thiệt chứ. Thôi, nói chung là tôi có bông bóng là được rồi. Chỉ cần một tí nữa là được rồi, chị nó bây giờ sắp xong cái ghế rồi. Ghế này sẽ cho em bé ngồi và đút ăn nè. Mọi người đang nhiệt tình quá. Tô gà ơi, hay là bây giờ chị muốn nói với em một cái chuyện rất là quan trọng. Chị muốn đặt tên cho em bé đúng không? Được rồi, để em suy nghĩ phụ cho. Không phải. Chuyện là chị không có bầu. Chị không có bầu. Cái gì? Cái gì? Ủa, trời ơi. Trời ơi, cái này chắc bà bầu bị mất trí nhớ. Tụi em bà bầu hay bị quên lắm. Chị quên là chị đang có đúng rồi nè. Trời ơi, là trời chị Na thì tỉnh đi. Trời đất ơi. Thật ra thì đây chỉ là một cái quả bong bóng thôi à. Đây là quả bong bóng mà tụi em bị mất á. Huy với Giác có nhận ra không? Nè. Cái gì? Trời ơi. Trời, quả bong bóng thiệt kìa. Trời, chị lừa tụi em hả? Không phải. Chị đâu có ý lừa đâu. Nhưng mà từ hôm qua tới giờ á, tụi em rất là tốt bụng với chị. Cảm ơn mọi người nha. Chứ bình thường mọi người không có tử tế vậy đâu. Ủa sao cảm giác của mình tại bạn có vậy Giác? À đúng rồi á. Nhưng mà thôi cho chị xin lỗi tụi em nha. Dù gì cũng là do chị nói dối. Nhưng mà thật ra chị cũng rất vui khi tụi em đối xử tốt với chị như vậy. Hey, nhưng mà chị nào bây giờ tụi em cũng xin lỗi chị nha. Chị biết là tụi em thích cho chị mà tụi nó vui. Thì tụi mình hòa vậy. Thôi thì Nabi cũng không cố ý nói dối nên là chắc không sao đâu. Sau này mọi người nên lắng nghe trước khi làm gì đó nha. Okay. Đúng rồi đó, mọi người phải cho tôi giải thích nha. Chứ tôi không kịp làm gì, mọi người cứ tức sấn, mọi người chen vô không à. Thôi được rồi, không có gì được rồi, chúng ta không có bà bầu, chúng ta đi chơi tiếp thôi. Chúng ta đi chơi. Ai cho chị lấy? Trời đất ơi, nó vẫn lấy lại cái bong bóng cho mình được. Hôm nay là